Một trường đua mô tô và ô tô hướng theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên của Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động vào ngày hôm nay, đúng vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Đó chính là đường đua Happyland được xây dựng tại tỉnh Long An với quy mô trên 130.000 m2 đang được đông đảo giới đam mê tốc độ hào hứng chào đón. Vào đúng dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, giải vô địch mô tô Việt Nam và giải vô địch ô tô Rally Việt Nam tỉnh Long An mở rộng là hoạt động đầu tiên tại trường đua hiện đại này. Gần 100 vận động viên trên toàn quốc đã tham dự với nhiều dòng xe khác nhau. Trước khi thi đấu, các vận động viên đã được thử nghiệm, trải nghiệm và tham quan mặt sân ở khu vực dành cho mô tô. Đồng thời, các huấn luyện viên và vận động viên chuyên nghiệp đến từ Malaysia đã hướng dẫn và kiểm tra kỹ năng lái xe trước khi chính thức vào đường đua. Trường đua Happyland là trường đua đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng hướng theo chuẩn quốc tế về cơ sở vật chất và huấn luyện, có thể tiếp nhận 25.000 khán giả. Đặc biệt hướng tới việc xây dựng một quy trình chuẩn hóa từ khâu chuẩn bị, làm quen, huấn luyện cho đến các giải đua chuyên nghiệp. Mục tiêu lâu dài có thể xây dựng và phát triển đội ngũ vận động viên sẵn sàng với các giải đua tầm cỡ quốc tế.